nó có bị xéo không ta? Sóng kèn này nó bị xéo là sao? Rồi chị nào đang xem live của em ấy, chị Trắng giùm em xin một phút chia sẻ cho mấy chị ơi. Em chào chị Cỏ Út nè, chào chị Huỳ Linh ha. Rồi em chào chị Nhung Lê nè, rồi chị nào đang xem live của em ấy, chị chia sẻ cho em nha mấy chị ơi. Chia sẻ giùm em tặng quà đầu live, rồi em sẽ lên áo. Hôm nay em có về áo nè, có chị nào mà mua áo gì mà kết thì mấy chị chia sẻ cho em nha, em bán giá xem chị nào có sale em mới giá bán giá rẻ mấy chị mua về mặt tết nha mấy chị ơi, chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi, chia sẻ giùm em. Rồi tới giờ xả nước nữa. Rồi vào like chia sẻ giúp em mấy chị ơi, trắng lên giùm em để em thấy mấy chị nè, trắng lên giúp em, chấm lên giùm em, anh thấy cho mấy chị ơi. Rồi em chào chị Nhung Lê nha. Rồi chị nào đang xem mấy chị chấm lên nè. Chấm nè, manh là chia sẻ thôi mà. Cái nào không liên quan quần áo được nó chia sẻ nó công không á. Rồi xong chưa? Rồi chị nào đang xem live mấy chị chấm chưa? Em chào chị Châu Hủy nha. Em chào chị Châu Hủy nè, nó bị cụp quá ha. Máy trên này nó bị cái cây lai chim nó bị cụp xuống rồi. Mấy chị xem đỡ giúp em nha. Rồi xong chưa mấy chị ơi? Chị nào đang lên xem mấy chị chấm thì em thấy em chào mấy chị nè. Em chào chị Thu Hồng Trần ha. Em chào chị Thu Hồng Trần, em chào chị Chi Lê nè. Đúng rồi mấy chị bạn bầu chia sẻ giùm em, chấm giùm em nha. Chấm chấm lên giùm em thấy mấy chị em mới chốt đơn mấy chị nha. Em chào chị Khánh An nè. Đó rồi, chị nào xem live mấy chị muốn được tặng quà mấy chị phải chia sẻ nè. Rồi em tặng con này đầu tiên, đầu like 20 người xem em tặng cho mấy chị con này nha. 20 người xem em sẽ tặng cho mấy chị con này. 20 người xem em sẽ tặng nha. Rồi chị nào vào like mấy chị đang xem thì mấy chị chia sẻ giùm em. Em thấy mấy chị thì em tặng, còn không thấy thì em không tặng nha. Không thấy chị nào chấm chấm hay không có tặng đâu. Em chào chị Mỹ Loan nè, em chào chị Bích Tuyền ha. Em chào chị Đăng Phạm nè, con chào cô Ngọc Dung nè, chào chị Mimi, em chào mấy chị nha. Em chào chị Tú Cẩm nha, em chào chị Thảo Trần nè. Rồi chị nào đang xem mấy chị chấm giùm em tặng con này đầu like ha. Xong chưa mấy chị yêu ơi, chị yêu nào đang xem mấy chị chấm nha. Dạ con chào cô Đặng Đặng Mai nha, gửi con cái. Rồi tặng bộ này đầu like, chị nào có chia sẻ em sẽ tặng ha. Rồi em chào chị Hoa, chị Hoa bánh bao nè, Hoa bánh bèo hả, chị Hoa bánh bèo nè. Dạ con chào cô Linh Nguyễn nha. Mấy chị nào mà chưa chia sẻ thì chia sẻ liền em đi, em tặng quà để em lên đồ nè. Chia sẻ lên nhiều người xem em mới tặng được, còn không thì nếu mà không đủ 20 người xem là em không tặng con này nha. Không đủ là em không có tặng đâu, nên mấy chị phải chia sẻ lên thì mấy chị mới được tặng, hên xui mấy chị được tặng. Còn mấy chị không chia sẻ thì đâu có đủ người đâu mà em tặng được ha. Rồi em tặng cho mấy chị con này, tặng cho mấy chị đó, chia sẻ nhiều lên giùm em thấy người chia sẻ nhiều lên giùm em thì em tặng nha. Chia sẻ lên nè. Dạ con chào cô U Hồng Trần nha. Rồi cô nào đang xem chấm lên, chấm lên giúp em, không chia sẻ bên nhóm kia quần áo sẽ rẻ hư. Rồi mấy cô phía trên đợi con tí xíu nha, con chào cô Thu Hủy nè. Trời chào cô Thu Hủy nha. Em chào chị Ngô Phương Trinh nè. Rồi chị yêu nào đang xem chấm lên ha. Rồi tặng cho mấy chị con này đầu like. Em tặng cho mấy chị con này đầu like, chia sẻ lên giùm em tặng. Có 13 người xem là em không có tặng nha. Đủ 20 người xem em tặng, còn không đủ em không tặng. Nên mấy chị nào mà chưa chia sẻ hoặc là chia sẻ rồi thì mấy chị chấm chia sẻ thêm giùm em. Chia sẻ trang cá nhân 3 lần, chia sẻ 5 lần hội nhóm giùm em nha. Bấm vô chia sẻ nhóm, bấm vô chia sẻ cá nhân giùm em thì em mới tặng ha. Hôm nay em thấy nhiều người chị chia sẻ nè, nhưng mà chia sẻ thêm giùm em đi nha.
Bộ này quá đẹp luôn, em tặng luôn ha. Tặng đầu like cho chị nào có đơn ha. Chị nào nhớ được mã tặng thì mua giùm em hai sản phẩm đi đơn nha. Mua giùm em giúp em hai sản phẩm. Hôm nay em có về áo luôn ha. Đây nè, áo là chất giải là bao đẹp, rất là mịn luôn. Đúng rồi, đây nè, áo là chất giải là bao đẹp, siêu mịn luôn. Em bán cho mấy chị giá rẻ luôn ha. Rồi chấm nhiều nhiều lên giúp em nha. Chấm ít là em không có tặng đâu đó. Chấm nhiều nhiều lên. Hôm nay về áo đẹp, chất giải là bao mịn luôn. Rồi đây, xong chưa? 17 người xem rồi, gán thêm 3 người đi em lên tặng nha. Gán chia sẻ nhiều nhiều lên, 3 người lên vô nữa là em tặng cho mấy chị. Đó, xuất hiện số 20 là em tặng liền nha. Chỉ còn 20 người thôi chứ đâu còn nhiều đâu mà. Mà mấy cô họ tiếc chia sẻ với con nha. Chia sẻ nhiều nhiều lên nha. Rồi, em chào mấy chị phía trên nè. Mấy chị phía trên chia sẻ giùm em luôn nha. Mấy chị phía trên chia sẻ giùm em luôn ha. Người nào chia sẻ trước thì em... Người nào comment trước một tí nữa em đọc mã, thì người nào comment trước thì em tặng nha. Rồi chia sẻ chưa, chia sẻ ngang cá nhân chưa. Rồi xong chưa mấy chị ơi, rồi bắt đầu em tặng 20 người xem, 21 người xem rồi. Rồi ok nè, em tặng quà nè. Bây giờ bắt đầu ghi mã giùm em nè. Bắt đầu mấy chị ghi mã giùm em ha. Đủ người đúng không, đủ người em tặng nha. 20 người rồi, rồi em thấy rồi. Em thấy rồi ha, rồi chia sẻ rồi xuống 18 rồi. Nói chi xuống 18 rồi. Rồi đây xong chưa. Đúng chưa. Rồi đây chia sẻ trang cá nhân luôn. Chia sẻ cá nhân chưa. Chia sẻ trang cá nhân. Đây nè mấy chị quay. Mấy chị chia sẻ như thế này giùm em cũng được ha. Bấm lên một màn hình. Ủa lộn, bấm vô chữ chia sẻ. Đó dưới góc này ha, bấm vô chữ chia sẻ. Rồi mấy chị bấm vô chữ bài viết. Rồi mấy chị bấm vô chữ đăng. Làm 3-4 lần vậy là mấy chị đã chia sẻ bên trang của em nha. Hoặc là mấy chị chia sẻ nhóm giùm em, bấm vô chia sẻ. Rồi bấm vô chữ chia sẻ nhóm này ha. Cái nhóm, những cái nhóm mà mấy chị đang tham gia thấy không, mở bấm vô phía sau đó là đăng nha. Quay quay ok. Quay gì? Quay trúng thưởng. Rồi hôm nay em quay ha. Chị nào mà chia sẻ nhiều thì trong cái này nó sẽ em quay số. Mấy chị quay, bây giờ em quay số đi ha. Em quay số đi, quay game. Em quay game nha. Bây giờ em quay cho công bằng nha mấy chị nha. Ủa được không ta, hay là bị lỗi rồi? Khoan đợi em xíu nha, chia sẻ đi. Chị nào mà có chia sẻ nhiều nhất là trong cái game này nó sẽ được được quay trúng thưởng nè mấy chị. Nó sẽ được quay may mắn đây. Rồi đây, giống như ví dụ như vậy nè, hổm ngày em không có chơi cái này mấy chị. Rồi đây, đợi em xíu ha. Rồi chia sẻ lên giùm em nha. Mà quay như vậy thì mấy chị phía trên thì đâu có được. Mấy chị tại vì like hai máy luôn mà, không được. Rồi đây bây giờ chị nào đang xem. Rồi bắt đầu em đọc mã. Chị nào ưng mã nào thì chốt ở đó ha. Bộ đồ đó bộ đồ đỏ da. Bộ gì? Có màu gì? Chị Lan ơi, chị nói gì chị ơi? Chị nói là giúp em ha. Rồi đây nè, rồi chị nào, chị Lan có gì nhờ nhắn tin giúp em ha. Rồi đây, rồi chị nào ưng thì nhanh tay chốt cho em liền nè. Ghi giùm em cái mã đầu like nha. Em tặng 0 đồng luôn, kèm giùm em hai sản phẩm đi đơn nha. Ghi giùm em là mã ghi giùm em là mã gì giờ đây. Mã đặc biệt tặng 0 đồng. Ghi giùm em là đặc biệt tặng 0 đồng ha. Mã đặc biệt tặng 0 đồng kèm số điện thoại sau lưng giùm em nha. Nhớ là phải có số điện thoại sau lưng nha. Chị nào mà để số điện thoại phía đầu tiên là em không tặng nha. Công bằng nha, ghi đúng mã em mới tặng, còn không đúng mã em không tặng nha. Mã đặc biệt là có 3 chữ nha. 0 đồng nha. Tặng 0 đồng hay là 0 đồng cũng được. Mã đặc biệt tặng 0 đồng giùm em nha. Mã đặc biệt tặng 0 đồng kèm số điện thoại sau lưng giùm em tặng cho mấy chị con này. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Mã đặc biệt tặng 0 đồng. Đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi nhanh tay ghi giùm em mã đặc biệt tặng 0 đồng. Trời con ơi hơi bị đẹp lắm mấy chị. Em có bán luôn, có chị nào muốn mua thì mấy chị cứ chốt nha. Mẫu này em có bán luôn nhưng mà em chích một con tặng mấy chị. Chứ không phải là hàng nào hàng xấu mới tặng đâu. Mẫu này em có bán luôn à. Xong chưa mấy chị yêu ơi, có chị nào muốn mua mẫu này thì mấy chị cứ chốt ha. Còn bây giờ em chốt cho chị nào rồi, comment đầu tiên đây. Rồi đây, em thấy chị Ngọc Dung nè. Mã đặc biệt tặng 0 đồng kèm số điện thoại. Rồi ok đúng đơn nè. Rồi cô Ngọc Dung là có chia sẻ chưa? Cô Ngọc Dung có chia sẻ luôn rồi. Rồi ok chốt cho cô Ngọc Dung ha. Rồi ok chốt cho cô là mã đặc biệt nè. Rồi cuối like, nếu mà được, nếu mà nhiều người chia sẻ thì em sẽ tặng tiếp tục nha.
nên mấy chị nhớ là phải chia sẻ đầy đủ cho em đi, để khi nào mà em hứng hứng lên em tặng thì mấy chị sẽ được. Sao nha mấy chị nha. Rồi đây, hết mã đặc biệt rồi. Để tí nữa nếu mà nếu ấy em sẽ tặng tiếp cho mấy chị nha. Nhớ chia sẻ nhiều lên thì mấy em. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Mấy chị ơi em lên áo nha. Được không? Áo hôm nay em sẽ xả cho mấy chị nè. Ủa vậy, hôm nay hàng mới về mà xả. Hôm nay hàng mới về. Sao mấy chị hổng gầy xả quá trời vậy, giết quen. Bây giờ áo, bây giờ em bán rẻ mấy chị luôn. Mua về mặt shop nha, chất vải bao mịn nha. Mịn lắm mấy chị ơi. Chất vải nè mấy chị, rất là mịn luôn nha. Đó nè, đẹp lắm mấy chị ơi. Chất là bao bao đẹp mấy chị luôn. Chất rất là mịn luôn, phía sau có ghi nè, thấy không? Rồi đây. Rồi chị nào đang xem chấm lên giùm em mấy chị ơi. Em lên bán rẻ hàng áo cho mấy chị mua mặt shop ha. Form này tầm 7 nhiêu cái? Cái này có sai không? 70 cái đâu vậy? 70 kg trở về, trời ơi, nó đẹp, nó đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Áo ha, bây giờ em bán cho mấy chị nhiêu đây? 70 kg hả? 70 kg đó. Nó thoải mái vậy. Trời ơi, hàng xịn nó có khác mấy chị ơi. 75 chị nào cao cao 75 mặc ok ha. Bộ đó bán bao nhiêu vậy? Bộ này mình bán nhiêu mà? Bộ đó bán 130. Bán 130 ha, cái mẫu em đang em tặng á là em bán 130 đó chị yêu ơi. Có màu không? Có mấy màu. Em có mấy màu à? Đó rồi đây áo giùm em, trời áo sang cực kỳ luôn, mua về mặt tết mấy chị ơi. Bây giờ em xả rẻ, em bán rẻ mấy chị con này luôn ha. Em bán rẻ mấy chị là 119, ghi mã 119 giùm em. Ghi mã 119 giùm em ha, phía sau có ren luôn. Đẹp không? Đẹp lắm, em có rất là nhiều mẫu luôn nha. Rồi đây rồi chị nào ưng thì ghi giùm em là mã 1 giùm em nha, 119 nha, 119 giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Mấy mốt anh có về quần đùi nữa nha. Mốt anh có về quần đùi nữa. Quần mà quần thể thao quá, loại mà ôm mông á, ủa lộn, ôm bụng á, bạn cho bụng nó nhỏ lại á. Đang về, đang về thử xem coi cái mẫu á mặc ok không. Mà lấy cái quần á. Ghi mã giùm em, mã 119 giùm em. Đây nè, em chuẩn bị về cái quần này nè mấy chị ơi. Em mới lấy thử một cái giờ nè, bữa hả có mặc rất là thoải mái luôn. Nha, quần thể thao, có chun mông luôn. Nha. Đó. Em chuẩn bị về quần này ha. Rồi 65kg mặc vừa không? Dạ vừa chị yêu ơi. Áo rồi 65kg mặc vừa ha. Chị nào muốn lên đồ bộ thì chị báo. Còn hôm nay em có lên áo nè. Đó rồi chị nào ưng thì ghim em là áo. Mã giùm em là mã 1 giùm em. Quá đẹp luôn. Mã 1. Mã 1 nè. Rồi cái này là nhũ đẹp quá. Rồi ghim em con này mã 2 giùm em. Ghim lên mẫu mà. Rồi con này mã 2 cho em. Trời ơi mấy cái mẫu này đẹp đẹp không á chị ơi. Chất vải rất là mịn nha. Chất vải rất là mịn luôn. Nhiều lắm đó chị ơi. Mấy trăm con rồi. Con ghi bỏ bọc ghi trên mã đi. Trời ơi áo này nhìn nó không thấy bụng luôn mấy chị ơi. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em là mã 2. Mã 2 cho em nha. 70kg đổ về mặc ok ha. 65-7kg mặc cũng được luôn. Rồi chị nào ưng ghi em là mã 2. Đây rất là đẹp luôn. Rồi ai ưng thì chốt cho em liền mã 2. Mã 2 nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Đó, mua về mấy cái mẫu này về mặt tết là bao đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi em hết mang đặc biệt rồi nha. Rồi đây mã 2 tặng cho mấy chị. Ủa, vừa bán vừa tặng mấy chị 115.000 nha. 119.000. Ủa lộn, 119.000. Rồi chị nào đang xem live mấy chị chấm giùm em ha. Em chào chị Ngọc Hồng nè. Cao nhiêu ta? Cá này vuông được không? 77kg. 77kg hả? Coi giả xe dưới ốc. Rồi có con này nó đẹp quá nè. Mấy con này nó sang lắm. Cái này thấy thoải mái bằng cái áo quần châu không? Áo quần châu mua bằng vừa đó. Mấy cái nào mà nó không khói nhiều thì mặc vừa. Tại vì cái này, áo giải này giải cao cấp á. Nó coi diễn lắm. Rồi đây này, rồi chị nào ưng ghim em. Quá đẹp trời. Áo này đẹp quá nè. Dạ 119.000 một áo nha chị Nguyễn Thị Cảnh ơi. 119.000 nha. Rồi đây quá đẹp luôn, chị nào lấy thì chốt cho em. Hả? Đẹp không á chị? Mấy chị coi nè. Đó, hàng cao cấp giùm em luôn. Rồi ai ưng thì chốt cho em liền. Mã này ghi giùm em là mã số 3. Mã 3 giùm em ha, 119.000 một áo thôi. Mấy chị đi ra ngoài mấy chị mua 160, 170 một cái áo thôi. Chất vải là bao đẹp luôn nha. Chất vải rất là mịn luôn nha.
chất gãy là rất là mịn luôn. Rồi chị nào lấy thì chốt giùm em 119 ngàn, bao đẹp luôn ha. Rồi ai ưng thì chốt giùm em 119 ngàn. Em có em về mấy trăm con lận, mấy chị nào muốn lấy sỉ mấy chị inbox giùm em nha. Chị nào muốn lấy sỉ inbox em để con coi có cái size nào lớn lớn thì con báo cô Ngọc Dung nha. Đó, nó nhiều nhiều lắm mấy chị ơi, em ôm nguyên luôn. Rồi ghi em là mã 3. Mã 3. Rồi cái nào nghĩ hai chưa kịp thì đang ship lại đi. Đang ngồi đang biết mẫu. Rồi đây con này mã 4 giùm em. Mấy chị muốn coi muốn lên size bao nhiêu ký nè. Bây giờ hiện tại bây giờ cái này nó về tầm lum trơn em cũng không biết size nữa. Lên mày bán. Rồi ok để con coi size nó lớn không. Ồ con này đẹp quá nè. Con này hơi bị đẹp luôn ha, nhưng mà cái này giờ con là 66 67 ký mà bảy hương. Chắc con nghĩ cái này là con Ngọc Dung mặc vừa, nhưng mà chịu phải cái này là phải chịu bằng ôm tí xíu được không con Ngọc Dung. Rồi ghi giùm em con mã 4 nha. Form rất là đẹp luôn. Đây chất giải nè, đẹp quá trời đẹp luôn. Hoa văn. Rồi ai ưng ghi em là mã 4 nha. Mã 4. Mã 4. Mấy chị có muốn lôi quần áo mấy chị có báo nha. Con màu đỏ phía sau lưng hả? Màu đỏ phía sau lưng. Cái này đó hả? Tại vì cái này nó phối là nó sẽ phối giải. Để con thử nha. Rồi cô nào muốn lên cái gì mấy cô cứ báo giùm con. Muốn lên cái gì thì cứ báo giúp con nha. Rồi đây nè, cái áo phía sau phải không? Rồi cái áo này chắc 65kg thôi cô ơi, 65-70kg thôi. Đó. Con này mặc dễ nhưng mà tới 77kg chứ không vừa cái mẫu này. Rồi chị đã ơn ghi giùm em mà mã 5. Ghi giùm em con mã 5 nha, quá đẹp luôn. 70kg đổ về thôi nha mấy chị nha. Mã 5 giùm em. Rồi ai ơn mã 5 chút mã 5. Quá đẹp luôn. Hoa văn bao đẹp luôn ha, chất giải bao đẹp luôn, nhưng mà toàn là xây 70kg đổ về không ạ. À. Rồi chị đã ưng thì chốt cho em liền. Mã 5. Mã 5. Rồi có con tay lỡ hay gì nè, không phải. Rồi con này mã 6 cho em nè, rồi ai ưng thì mã 6 thì chốt mã 6 nè. Con tưởng bữa hổm người ta báo là tới 70-80kg bằng vừa mà giờ thấy nhỏ quá nên con không dám mà. Con không dám báo với cô. Rồi mã 2 cho chị Ngô Phương Trinh nè. Rồi ok chị yêu nè. Rồi đây ghi em là mã 6 nha. Nhớ mã giùm anh. Mã 6 giùm em. Rồi ai ưng mã 6 chút mã 6. Mã 6 là tay đen luôn à. Đẹp không? Mã 6 rất là đẹp luôn. Đó. Về hàng rẻ về cho mấy chị chốt nha. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. Mã 6. Mã 6 cho em. Bây giờ em vô từng cái đi ha. Chứ giờ mặc vô mã 6. Bây giờ về mấy trăm con mà toàn mấy trăm kiểu không à. Đâu kiểu mà lựa ra hết chưa. Kiểu mà lựa ra hết chưa. Và con này mã 7 nè. Tại con này hơi to nè, phải không được. Rồi đây nè. Phong này cái này là cô Dung mặc vừa nè cô Dung ơi. Đó. Rồi chị nào ưng kim em tới mã mấy rồi. Mã 7 nha. Rồi ai ưng mã 7 chú 7 giùm em nha. Mã 4 chốt thì chị Khánh An. Rồi mã 4 chốt chị Khánh An nè. Rồi chị nào ưng thì chốt em mã 7. Mã 7 này tầm 75-76kg rồi mà. Đã 7kg là cô Dung chắc mặc vừa nè cô Dung ơi. Đó cô Dung có ưng thì chốt thì giùm con ha. Cô Dung có ưng thì chốt thì giùm con. Quá đẹp luôn cô ơi. Rồi giùm con mã 7 nha. Mã 7. Mã 7 thì nó co giãn thoải mái nè. Đó. Nè, thấy không cô? Coi vậy thoải mái. Có loại nào 46kg không? 46kg là cái này mặc vừa không? Không, 46kg mới về bóp vô thì mặc được. Tại vì con em 55kg đó lên mới mặc được cái gì đây. 46kg quá nhỏ. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Hàng mới về. Đó, mới về nóng hổi luôn. Nè để con lên từng cho đường mẫu cho cô. Để con xem mẫu nào mặc vừa thì con báo. 46kg mà hết bằng không cộng là mặc ok. Tại vì phong phải là phong cộng mà. 46kg là phong không cộng mặc ok. Để con coi có xe nào xe nhỏ thì con kêu cô ha. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Mã 8. Mã 8 mấy chị qua trời ơi, mẫu nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi ghi giùm em mã 8 nha mấy chị nha. Ghi giúp em mã 8. Rồi chị hết mã 8 chốt mã 8 giùm em. Mã 8 nha mấy chị ơi.
em lên từng con đi rồi ngày mai mấy chị muốn xem lại cái mấy chị vô mấy chị xem rồi mấy chị chụp màn hình lại mấy chị gửi qua Zalo giùm em nha. Ồ 80kg không có, quên hết rồi. Không, mẫu này không có 80kg ha. Em mặc từng mẫu vô rồi có gì ngày mai mấy chị có chị nào mà xem livestream lại á thì mấy chị chụp màn hình lại mấy chị gửi Zalo, gửi mẹ em chốt thêm mấy chị nha. Em mặc từng mẫu luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Rồi, con này mặc là không thấy bụng luôn nè. Đó, nó xéo xéo vậy à. Nhìn nó không, cái bụng nó không có to. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Mã chín giúp em nha. Thấy không mấy chị? Nè, chất là bao mịn luôn nha. Rồi mã chín giúp em, rồi ai ưng mã chín chốt mã chín giùm em. Đẹp quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng mã chín chốt mã chín giùm em. Con đang tìm áo size lớn nữa nè. Mã 7 con chốt với cô Ngọc Dung rồi nha. Mã 7 là con chốt với cô Ngọc Dung rồi á. Để con tìm có cái nào à. Bây giờ con mở ra từng cái một. Con xem coi cái nào lớn thì con hú cô cái nha. Rồi con này mã 10 giống đó mấy chị ơi. Mã 10 giùm em. Mã 10 ha, 65, 70, 70kg đổ về giùm em đi. Ghi giùm em phân này tầm cỡ 60-70kg. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em. 50 mấy ký nặng cũng vừa ha. Rồi ai ưng thì chốt cho em liền. Quá đẹp luôn. Cái này tầm 55kg không? 55-70kg. Rồi ai ưng thì ghi giùm em. Mã 10. Để con coi còn có gì lớn không con. Thấy chắc ngủ không biết lớn không ha. Mã 7 hả? 7 tí nữa còn ở chùa nha. 7 hết rồi nha chị Khánh An ơi. Như còn màu khác hả chị? Còn màu khác. Nhớ là có lấy hết rồi chưa? Hết mẫu luôn không? Lấy hết mẫu rồi, nó rửa rồi. Rồi đây. Em lên tiếp với chị nè. Rồi đây, rồi chị nào ưng cái này ghi mã 11 giùm em. Làm xong cái manh ghi